Tối 20 tháng 4, tại Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, thành phố Thái Nguyên, Nhà hát kịch Việt Nam đã có buổi công diễn duy nhất vở hài kịch kinh điển Quan Thanh Tra, thu hút đông đảo khán giả đến xem. Đây là sự tiếp nối thành công chuỗi công diễn tác phẩm này tại các tỉnh thành trong cả nước của nhà hát, được bắt đầu từ tháng 10 2023. Quan Thanh Tra là vở kịch trào phúng của Gogol, một văn sĩ, thi sĩ, kịch tác gia xuất sắc trong lịch sử văn học Nga. Tác phẩm có bối cảnh xã hội phương Tây vào thế kỷ 19 nhưng vẫn gần gũi với khán giả Việt. Đối với đông đảo khán giả Thái Nguyên, đây là vở hài kịch được dàn dựng tốt, mang đến tiếng cười cùng nhiều câu chuyện đáng suy ngẫm.